Chào các bạn, mình là Bảo từ ABF. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái tủ, khung tủ như vậy và mình có thể tùy biến được kích thước của nó. Nhưng mà với cái cách dựng hình theo tham số, chứ mình không có vẽ như cách bình thường. Cách này dành cho các anh em nào thích học toán. Thì như các bạn nhìn vào cái hình này, các bạn nhìn thấy là cái tủ của mình đó, nó sẽ có những cái cơ bản nhất là nó sẽ có chiều rộng. Chiều này theo trục màu đỏ là trục X, cái này sẽ là chiều rộng. Theo trục màu xanh là chiều sâu và theo trục Z là chiều cao. Đó, cái tủ của mình nó sẽ có ba cái thông số cơ bản này. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái thông số, ví dụ như là độ dày của cái tấm cấu tạo. Đó, thì mình nhìn vào cái hình như vậy và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tạo ra cái tủ giống như thế này. Mình sẽ gom cái này ha, mình di chuyển qua một bên để cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái khối. Thì các bạn nhìn ở đây nó có tạo cho mình cái khối hộp ha. Nhưng trước khi tạo khối hộp thì các bạn biết là cái tủ của mình nó có các thông số như vừa nói. Như vậy mình phải tạo ra các cái thông số đó trước để nó tính toán. Thì ở đây các bạn sẽ tạo ra number. Đầu tiên mình sẽ cho nó chiều rộng trước đi ha. Chiều rộng 400. 400 là 400mm nhé. Và mình sẽ cho nó một cái là chiều sâu ha, 350. Và mình sẽ cho thêm một cái là chiều cao ha. Mình sẽ để dành cho dễ nhìn. Chiều cao. Và ở đây mình cho chiều cao là 600. Mình đã tạo ra kích thước tổng thể rồi. Bây giờ mình phải tạo ra cái độ dày tấm. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái biến có tên là độ dày tấm. Đó. Ví dụ như mình dùng ván 18mm đi ha. Kích thước tổng thể ha, chiều rộng của nó, chiều sâu nè, đó, và chiều cao. Độ dày tấm thì mình cũng đã có rồi. Độ dày tấm mình ở đây ha, mình đã. Rồi. Thì bây giờ có phải là các bạn cần tính được cái kích thước của cái tấm đáy này không? Cái phần lọt lòng này đúng không? Thì các bạn sẽ coi thử cách tính như thế nào. À, như vậy có phải cái chỗ này nó sẽ bằng là kích thước tổng thể, tức là chiều rộng ha, trừ đi 2 lần độ dày tấm đúng không? Rồi, vậy thì chỗ này mình sẽ diễn giải nó như thế nào? Bằng cái này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bạn cái máy tính nè. Mình sẽ bấm vào đây. Nó sẽ ra cho mình cái bảng tính. Thì các bạn sẽ truyền vào đây cái giá trị và mình sẽ đưa cái công thức vào đây. À, bây giờ mình sẽ có cái đầu tiên là cái chiều rộng đúng không? Đây, chiều rộng của nó đây, truyền vào biến A ha. Và bây giờ độ dày tấm của mình là biến B. Rồi, bây giờ mình sẽ có cái kích thước lọt lòng này, tức là cái chiều rộng của cái tấm đáy này. À, nó như vậy nó sẽ bằng là A trừ cái gì? 2 nhân B. Rồi, enter là mình đã có được cái kích thước lọt lòng ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tạo ra các cái đối tượng. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái khối box ha. Cái khối này nó phải có tên. Khi các bạn tạo ra một cái đối tượng thì nó phải có tên nha các bạn. Đây, mình sẽ đặt tên cho nó là cái hông trái. Được chưa? Hoặc là mình đặt tên đơn giản là cái hông thôi. Rồi, ở đây cái khối này thì nó phải có kích thước là chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. Thì ở đây mình sẽ có cái hông trái. Đây là cái hông trái của nó ha. Hông trái đây. Mình có hông trái ở đây thì các bạn sẽ coi thử là cái chiều rộng của nó sẽ bằng bao nhiêu. Chiều rộng của nó sẽ bằng độ dày tấm nha. Mình sẽ kéo độ dày tấm thảy vào đây. Xong. Rồi nó ra này nè. Nó ra một chút xíu xíu nè. Mình không có nhìn thấy rõ lắm đâu. Khi nào nó đúng thì nó sẽ thấy rõ. Ở đây có cái chiều sâu của nó, có phải là chiều sâu tủ đi không? Đây, đưa vào đây nhé. Rồi tiếp tục chiều cao của nó. Cái tủ này như mình làm, tủ này là tủ nóc lọt ha. Nếu mà tủ nóc lọt thì các bạn sẽ để vào đây là chiều cao của nó sẽ là bằng này luôn. Đó. Rồi, như vậy là mình đã xong cái tủ của mình rồi. Một cái hông ha. Tiếp, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái tấm đáy. Đây. Đó, tấm đáy này thì nó sẽ có chiều rộng bằng với cái chiều rộng tính toán này đúng không? Đó. Rồi, và nó có cái chiều sâu. Chiều sâu thì mình từ từ mình tính đi, mình cứ cho nó bằng cái chiều sâu của cái tủ luôn ha. Đó, rồi, tiếp. Bây giờ mình cần cái chiều cao của nó đúng không? Chiều cao của tấm đáy này, khúc này nè ha. Nó sẽ là bằng độ dày tấm. Đây, mình sẽ bỏ vào đây. Rồi, thì cái khối này các bạn, khi các bạn tạo ra nó chưa có tên, mình xem entity info ha. Thì chỗ này nó chỉ là box thôi. Thì mình nên đặt tên cho nó nhé. Mình đặt tên cho nó là đáy. Đó. Có khó nhìn lắm không?
Rồi, xong cái đấy này rồi thì các bạn nhìn cái vị trí mình mong muốn á, nó đâu phải nằm ở đây đâu đúng không? Mình muốn nằm ở một cái chỗ nào đó trên này. Thì mình nhìn thấy nè, bây giờ mình cần phải di chuyển cái khối này đúng không? Như vậy mình phải làm cái lệnh di chuyển. Và cái khối này nó sẽ di chuyển theo cái chiều trục x. Đây ha, nó sẽ di chuyển qua x. Đó, qua x bao nhiêu đó không biết, lát tính sau. Và nó phải di chuyển lên theo chiều trục z đúng không? Trục z là trục này ha. Còn trục y này nó có cần di chuyển không? Không. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy cái hình mà mình mong muốn trở thành này, các bạn nhìn. Nó sẽ có cái vị trí này các bạn. Cái chiều cao của nó di chuyển lên nè. Cái này mình tạm gọi nó là cái chiều cao lên chân đi. Được không? Được không? Thì ở trong cái bài của mình nè, mình chưa có cái biến đó các bạn. Mình chưa có cái biến chiều cao lên chân ha. Vậy thì mình sẽ tạo ra một cái number, một cái biến. À, mình đặt tên cho nó là chiều cao lên chân nhé. Thì ở cái chiều cao lên chân này mình cho nó 100 đi. Ok ha. Rồi, bây giờ mình muốn di chuyển cái khối đáy này. Cái khối này, khối đáy ha. Mình ghi ra đây luôn cho nó dễ nhìn. Bằng cách nào? Thì các bạn sẽ vào trong này. Ở đây nó có cái lệnh move. Thì các bạn sẽ kích vào cái lệnh move. Thì nó sẽ ra cho mình nè. Bây giờ mình cần di chuyển khối nào? Khối hông trái hay là khối đáy? Khối đáy đúng không? Thì mình sẽ truyền vào cái group. Rồi, bây giờ nó nói là cái điểm mà mày muốn đi đến thì ở chỗ nào? Thì ở đây các bạn không thể truyền được những cái thông số này vào đây. Các bạn phải tạo ra một cái điểm. Ở đây nó có nè, point. À, mình sẽ tạo ra một cái điểm ha. Thì cái điểm này chính là cái vị trí mà cái tấm này nó tới. Thì mình sẽ nhìn thấy x của nó sẽ vượt qua bao nhiêu. Mình chưa biết, mình cho nó vượt qua 50 đi. Thử ha. Rồi, nó chưa có chuyện gì xảy ra tại vì mình chưa liên kết lại, chưa có cái dữ liệu đầu vào ở đây ha. Thằng này nó sẽ đi ra và thằng này nó sẽ đi vào. Rồi, các bạn nhìn thấy là chỗ này nó giật ra 50, như vậy là có đúng với cái yêu cầu của mình không? Không, nó không đúng với cái yêu cầu của mình. Cái yêu cầu của mình là giật ra chỉ là độ dày tấm thôi. Như vậy là mình sẽ cho cái dữ liệu thằng này đi ra và đi vào ở chỗ này. Đó, như vậy là đúng y nè. Rồi, chiều trục y này nó có cần di chuyển không? Nếu nó không cần di chuyển, các bạn để hẳn vào đây số 0. Được chưa? Rồi, chiều cao thì nó cần di chuyển đúng không? Nó sẽ ở đây. Yeah. Đó, như vậy là xong. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục mình sẽ làm cái tấm mặt trước. Cái tấm này là tấm len chân trước ha. Rồi, ở đây thì mình cũng tương tự như vậy ha. Các bạn sẽ tạo ra một cái khối. Đây, cái khối này nó sẽ có tên luôn là len chân trước. Ok, chiều cao của nó thì mình biết rồi, đương nhiên là thằng này ha, chiều cao nè, đó. Độ sâu của nó chưa biết, nhưng mà chiều rộng nó có chưa? Chiều rộng nó đây, chiều rộng nó hoàn toàn lòng ha. Rồi, bây giờ mình mới xem chiều sâu nè, chiều sâu vào trong này là bao nhiêu? À, nó chính là bằng cái độ dày tấm. Thì mình sẽ bỏ vào đây, đó. Như vậy là mình có được cái này. Nhưng thằng này các bạn, nó đang nằm ở chỗ này. À, nó lại sai. Có phải là bây giờ mình cần di chuyển nó về đây không? Đúng không? Đó. Thì các bạn lại tiếp tục làm lại mu. Đây. Tạo ra mu. Khi tạo ra mu thì chịu khó tạo thêm cái point. Rồi. Cái point này chỉ cần truyền vào cái gì? À, chỉ cần truyền vào x thôi. Đây ha. Group. Này này. Và point truyền lên đó. Đó, nó di chuyển qua rồi nè các bạn. Tại vì y và z nó đâu có cần di chuyển đâu. Chỗ này mình để không cũng được. Đó, là xong. Rồi, bây giờ mình thử thay đổi chút nha. Mình thử coi kết quả chút nha. Ở đây thì cái chiều cao tủ của mình đang, chiều rộng mình đang để 400. Bây giờ mình thử kiểm tra thử ha. Bây giờ mình cho chiều rộng lên 500 đi. Đó, nó thay đổi nè. Chiều sâu mình cho 300 thôi. Đó, nó cũng thay đổi rồi. Chiều cao mình cho lên 800 luôn. Đó, nó thay đổi rồi. Tiếp, bây giờ thì các bạn sẽ làm thêm cái hông bên tay trái rồi ha. Bây giờ mình làm cái hông bên phải. Thì nếu như các bạn nhìn vào đây nè, cái hông trái và cái hông phải nó giống y hệt nhau về kích thước. Như vậy là mình sẽ copy nó ra nhé. Ở đây thì thằng này nó cho mình cái lệnh copy. Đây, mình chọn vào copy. Kích vào đây, kéo qua đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái group cần copy ra là bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ truyền vào cái group đây ha. Đó.
Khi các bạn bấm vào đây thì các bạn nhìn thấy nó đã được nhân bảng lên rồi. Đó, mặc định của nó là sẽ là số 0 nhé. Nếu mà muốn nhân lên nhiều hơn nữa thì bấm vào số thôi. Rồi, bây giờ cái group được copy ra này nó cần phải di chuyển đúng không? Nó cần phải di chuyển về đây đúng không các bạn? Nó di chuyển trục x này đúng không? À, như vậy là bây giờ mình sẽ làm nè. Mình lại thêm cái lệnh di chuyển đơn giản thôi đúng không? Tạo khối di chuyển, thế là sao? Ở đây mình sẽ truyền vào cái khối. Và như lúc nãy mình nói rồi, khi mình tạo ra lệnh di chuyển thì các bạn phải tạo ra lệnh point, à cái điểm. Bây giờ mình quan sát nè, cái khối của mình nó cần đi đến đây các bạn. Thì trước tiên các bạn phải coi thử là mình đã có cái x này chưa. Cái vị trí x nè, x này bao nhiêu? À, cái x này mình chưa có các bạn. Lúc nãy mình chỉ tính được một cái là ở trong này thôi. Đó, lúc nãy mình chỉ mới tính được cái số này thôi, 463 thôi. Chứ còn cái số mà từ ở mép này đến cái mép này thì mình chưa. Vậy thì mình sẽ tạo ra một cái bảng công thức. Đó, cái bảng công thức ha. Mình đưa nó lên đây đi cho dễ nhìn. Và mình đưa cái point này về đây. Thì có phải là thằng này nó sẽ bằng là thằng kích thước tổng thể trừ đi một lần độ dày tấm đúng không? Chiều rộng này mình sẽ truyền vào đây ha. Và độ dày tấm thì mình sẽ truyền vào đây. Như vậy là nó sẽ bằng A trừ điểm B. Đó. Và mình sẽ truyền cái điểm này về X. Còn cái point này thì mình sẽ cho về đây. Đó, như vậy là xong. Tiếp tục. Giờ mình làm gì nữa các bạn? À, thì mình làm cái nắp thôi đúng không? Cái nắp thì tại các bạn nhìn vào đây nè. Tại vì đối tượng này nó tên là đáy rồi, thì khi các bạn copy ra thì nó vẫn là cái đáy. Nhưng mà thằng này nó cần lên thành cái nóc đúng không? Như vậy là mình sẽ tạo ra cái đối tượng riêng có tên là nóc. Cụ thể như vậy luôn ha. Đây, mình tạo ra một cái đối tượng, cái box có tên là nóc ha. Và nó sẽ tương tự giống như cái đáy. Nó sẽ có chiều rộng của nó là thằng này. Chiều rộng nó bỏ vào đây ha. Hơi khó, kéo nó không được linh hoạt lắm. Chiều rộng kéo bỏ vào đây. Rồi, chiều cao thì nó là độ dày tấm. Còn chiều sâu của nó thì là thành chiều sâu này, đẹp ha. Rồi, để mình coi thử nó làm đúng chưa. Rồi đấy. Này. Rồi, nó đây này. Ok ha. Rồi bây giờ mình move nó thôi, di chuyển ha. Di chuyển nè. Rồi, tạo ra cái điểm ha. Rồi, x của nó thì đương nhiên là bằng độ dày tấm truyền vào rồi. Y thì nó là 0 rồi, còn z thì mình chưa có tính. Ở đây mình coi thử nhé. Cái khối này cần được di chuyển nè và vị trí cần tới nè, đó. Đúng chưa? Nó ra đây là đúng rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình cần nó ở dưới này phải không các bạn? Cần nó nằm chỗ nào? Nó nằm lọt lòng mà, nằm bên dưới mà đúng không? Thì nó sẽ bằng cái chiều cao trừ đi cái độ dày tấm. Đó. Thì ở đây mình chưa có cái chuyện đó, mình phải tính ra nha. Mình sẽ tính ra cái công thức ở đây. Cái chiều cao này truyền vào đây. Khó quá. Cái chiều cao ha. Và đây cái độ dày tấm. Rồi thì mình sẽ lấy A trừ đi B thôi. Như vậy là mình có được cái Z của nó rồi đó. Z nó nè, thấy vô đây nè. Sao? Đó, được chưa? Đó, bây giờ thì tiếp tục tới cái phần mà mình múa thử các bạn cùng xem nhé. Đây, mình thử thay đổi kích thước của nó ha. Thằng này thì bị thay đổi thì cái dimension, cái đo chiều cao của nó sẽ thay đổi theo, không có thay đổi theo được. Ở đây thì mình sẽ cho độ dày tấm về 17 ly. Rồi khỏi để 18 luôn đi. Chiều cao lên chân mình để về 50 thử coi nó thay đổi gì không. Chỗ này thì mình sẽ cho chiều rộng, chiều sâu. Chiều sâu mình cho 500 đi. Được chưa? Hoặc là 400 thử thôi ha. Rồi chiều cao mình cho 1 mét. Đó. Còn chiều rộng mình cho 800 thử. Đó. Thay đổi rồi đó các bạn nhìn thấy chưa. Rồi giả sử như ở đây các bạn muốn
các bạn muốn cái lăng chăng này này nó thụt ra thụt vào thì các bạn sẽ tạo ra một cái biến nữa thôi, number ha. Đây mình nói là lăng chăng lùi vào. Đó, giả sử như mình cho lùi vào 50 thì các bạn nhìn này nè, nó lùi vào đây có phải là theo trục y không? Như vậy thằng mu của cái tấm cái khối lăng chăng này, lăng chăng trước này, bây giờ cái y của nó không phải là bằng 0 đúng không, nó sẽ bằng cái này. Đó, các bạn nhìn thấy nó chờ rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 100 đi cho nó dễ nhìn. Đó. Và giờ vào chừng cả 5 ly thôi, đừng nhiều quá. Đó. Như thế đó, được chưa? Đó, như vậy là mình đã tạo ra được một cái khung cơ bản. Thì từ cái khung cơ bản này các bạn có thể group nó lại hoặc là các bạn tạo cái tấm hậu tương tự giống như cái cách vừa tạo ha. Đây mình sẽ tự thay đổi một số cái linh tinh, giả sử như đây. À, hay là mình lấy cái này mình đi sản xuất luôn thử coi thử được không? Đây, mình bấm ha. Add label, gắn nhãn ha. Rồi, sau đó mình bấm netty. Thì các bạn nhìn ha, mình có được hông trái, nóc, hông trái, đấy. Ồ, lên chân trước, có luôn. Xong, bây giờ mình muốn thay đổi kích thước của nó thử, mình xem thử. Đây, mình thử thay đổi nhé. Bây giờ cái tủ nó không còn là 800 nữa, mà cái tủ bây giờ là nó là lên 1m1 đi. Và chiều cao của nó là 1m1 luôn. Chiều sâu của nó 350 thôi. Rồi, độ dày tấm mình dùng ván 17.5 ha, thử đi ha. Rồi, các bạn kiểm tra thử coi nè. 17.5 nè. Bây giờ mình lại tiếp tục add label và mình netty. Thì các bạn nhìn, bây giờ mình đã có được cái này rồi ha. Không trái nóc đấy. Ok, thử lại một cái nữa ha. Thử lại làm một cái tủ nhỏ thôi. Cái tủ này nó có chiều rộng là chừng cả 450. Chiều sâu 400 đi. Chiều cao mình để 600. Ok. Chiều cao lên chân 50 thôi. Ừ, ngay. Lên chân lùi bằng mặt luôn ha. Không. Ok. Đó, như vậy là mình đã có được cái tủ rồi. Giờ tiếp tục. Mình muốn nhân bản ra ha. Đây, mình gom nó ra. Nhân bản ra nè. Nhân 10. Đó. Thì khi các bạn nhân bản ra, các bạn nhớ chú ý mình gắn label lại nhé. Add label nè. Rồi, mình netty. Đó. Thì mình được các cái tủ của mình như thế này. Thử làm cái bạn coi. Chiều rộng 1m 1m2 đi. Chiều sâu 600. Ừ. Chiều cao mình cho nó 750. Chiều cao lên chân mình cho nó 600 đi. Đó. Delete xong rồi. Đó. Rồi, mình add label thử nhé. Rồi, netting. Rồi, ok các bạn. Rồi, hy vọng qua cái hướng dẫn cơ bản này, cái ví dụ này thì các bạn có thể một cái cách dựng hình mới. Và cách này nó có một cái ưu điểm là các bạn có thể tùy biến tham số được. Thì mình thay đổi các tham số này thì giúp cho mình dựng hình nhanh hơn, có thể ứng dụng được gì đó trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình xin dừng video ở đây. Chúc các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ.